Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định số 140 ngày 2 tháng 2 năm 2024 ban hành chương trình phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm về tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, giảm số lượng thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, vi phạm pháp luật về ma túy hàng năm, góp phần xây dựng thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam phát triển toàn diện, có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật, có sức khỏe và lối sống lành mạnh, nâng cao vai trò trách nhiệm của thanh thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình phấn đấu kiềm chế tỷ lệ gia tăng, tiến tới giảm số lượng thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy so với năm trước, bảo đảm quản lý chặt chẽ số thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy sau cai nghiện ma túy theo quy định. Đến năm 2025, trên 80% và năm 2030 trên 90% thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tư vấn, khám sàng lọc, đánh giá được giáo dục, thay đổi hành vi, điều trị cai nghiện ma túy thích hợp và thanh thiếu niên sau cai nghiện ma túy, thanh thiếu niên chấp hành xong án phạt tù về tội phạm ma túy được hỗ trợ dạy nghề, việc làm và các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cộng đồng theo quy định pháp luật. Để đạt được những mục tiêu trên, chương trình đã đưa ra các nhiệm vụ giải pháp cụ thể. 1. Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên. 2. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên. 3. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên. 4. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy, quản lý chặt chẽ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và quản lý, hỗ trợ thanh thiếu niên sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. 5. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy nhằm ngăn chặn ma túy tác động đến thanh thiếu niên.